Quý vị thân mến, hát đối đáp là một trong những hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian mà từ ngàn xưa đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong đời sống, là một nét đẹp văn hóa độc đáo và là nguồn tài nguyên quý trong dòng chảy văn hóa của người Pà Thèn. Là chiếc lẻ là thó chứ lẽ
Tí bơ Lo chứ lê Hey!